Tin vui cho các bạn muốn học IELTS một cách bài bản và hoàn toàn miễn phí là trong tháng 4 này thì IELTS Writer sẽ đồng hành cùng báo điện tử VN Express trong chuỗi dự án học tập phổ cập IELTS cho người Việt. Và ngày hôm nay chúng ta rất vui mừng khi có sự có mặt của chị Như Quỳnh, đại diện truyền thông của IELTS Writer, để chia sẻ thêm về dự án này ạ. Chào chị Như Quỳnh ạ. Cho tôi hỏi là không biết thì dự án IELTS này sẽ phù hợp cho những bạn có trình độ như thế nào và lộ trình sẽ là ra sao ạ? Đầu tiên thì IELTS Writer rất là vui mừng khi lần này đã được kết hợp cùng với báo điện tử VN Express để thực hiện dự án phổ cập IELTS dành cho người Việt. Dự án này thì phù hợp với mọi đối tượng, tức là nếu như các bạn có nhu cầu học tiếng Anh cũng như là nhu cầu học IELTS thì các bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự án này trên trang điện tử VN Express. Thì chúng tôi sẽ có một box học IELTS ở chuyên trang học tiếng Anh. Và chúng tôi sẽ liên tục đăng tải những bài chia sẻ về kiến thức học tập, chia sẻ về kinh nghiệm thi IELTS, cũng như là chia sẻ về các kỹ năng mềm dành cho tất cả các bạn nếu như mà các bạn có nhu cầu. Tất cả những bài đăng này thì sẽ được đều đăng tải thành chuỗi và sẽ đi theo lộ trình, sẽ giúp các bạn là từ mới bắt đầu đến lúc các bạn có thể đạt được ít nhất là 7.0 IELTS. Wow, con số rất là cao. Vâng, có thể thấy rằng cái dự án học tập này thực sự nó rất ý nghĩa và mang trách nhiệm lớn đối với xã hội. Vậy thì với số lượng bài giảng khủng và kiến thức chuyên sâu như vậy thì tôi không biết rằng những người đứng đằng sau dự án này thì sẽ là những ai? Về việc thực hiện dự án lần này thì đứng đằng sau sẽ là hội đồng chuyên gia của IELTS Writer. Hội đồng chuyên gia của IELTS Writer sẽ bao gồm các thầy cô đã có dày dặn kinh nghiệm trong việc đào tạo về chứng chỉ IELTS cũng như là đào tạo về tiếng Anh. Và ngoài ra thì thầy cô thì đều là những người đã gặt hái được những cái thành tích rất là tốt. Tôi lấy điển hình như là thầy Minh Đức, một giảng viên tại IELTS Writer đã hiện nay đã công tác được 3 năm và thầy đã đạt 8.5 IELTS trong 3 lần thi. Và thầy là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo. Và ngoài ra trong hội đồng chuyên gia thì chúng tôi cũng có một số những người cố vấn học thuật, ví dụ như là Mr. Lan Phương, trưởng phòng đào tạo của IELTS Writer, thầy Văn Anh hay là thầy Hương Đức thì đều là những thầy giáo đạt 8.0 và 8.5 IELTS trở lên và đã có dày dặn kinh nghiệm trong việc là đào tạo về IELTS. Thì các thầy cô đều là những người đứng ra để cầm bút, chắp bút cho các bài chia sẻ cũng như là những bài giảng trong dự án học tập lần này. Theo tôi được biết thì IELTS Writer là đơn vị duy nhất và độc quyền cung cấp những kiến thức cho dự án phổ cập IELTS cho người Việt. Thì chị Như Quỳnh có thể chia sẻ lý do tại sao không ạ? Đầu tiên thì cả Như Quỳnh và IELTS Writer rất là vui mừng và tự hào khi lần này đã được tiếp tục hợp tác cùng với VN Express để thực hiện dự án phổ cập IELTS cho người Việt. Thì trong 5 năm vừa qua, IELTS Writer đã đạt được một số những cái thành tựu nhất định, như là chúng tôi hiện tại đã có 30 cơ sở trải dài khắp cả nước Bắc, Trung, Nam. Và hiện tại thì chúng tôi đã đào tạo thành công 160.000 học viên. Trong đó thì đã mở ra 8.000 lớp học và có khoảng hơn 54.000 học viên là đã đạt được những cái thành tích. Thì tôi tin rằng đây chính là những cái minh chứng gọi là giúp chúng tôi khẳng định được cái chất lượng đào tạo cũng như là cái vị thế của mình. Và đây cũng là lý do mà chúng tôi rất là vui mừng khi được VN Express lựa chọn là đơn vị đồng hành trong dự án phổ cập IELTS cho người Việt lần này. Và tôi tin rằng chúng tôi sẽ dốc hết lòng thông qua dự án này để có thể cung cấp cho các bạn một cái môi trường học tập chất lượng nhất, những cái kiến thức bài giảng ưu việt nhất để giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập cũng như là đạt được mục tiêu IELTS của mình. Vậy thì các bạn thân mến, nếu như mà các bạn muốn tiếp tục được cập nhật những bài giảng, những bài chia sẻ về kinh nghiệm học IELTS thì các bạn đừng bỏ quên box IELTS trên chuyên trang học tiếng Anh của báo điện tử VN Express. Thì chúng tôi sẽ đăng tải các bài học hàng ngày bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Và chúng tôi mong rằng với dự án lần này thì chúng tôi có thể tiến gần hơn với sứ mệnh là giúp 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS. Rất cảm ơn chị Như Quỳnh với những chia sẻ hữu ích ngày hôm nay. Và tôi mong rằng dự án phổ cập IELTS cho người Việt lần này có sự đồng hành của IELTS Writer và VN Express sẽ thành công tốt đẹp. Vâng, cảm ơn anh. IELTS Writer, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.